Đỗ Loan xin hân hạnh đến với quý vị cùng chương trình FPNC Câu chuyện bất động sản. Thưa quý vị, trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng ta cùng thảo luận về chủ đề nhu cầu về căn hộ cao cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị gặp gỡ hai khách mời đặc biệt, chị Lê Thúy Hương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa ốc Trường Thịnh Phát, chị Võ Thúy Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Novaland. Thưa quý vị, trong số phát sóng ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận ba nội dung chính sau đây. Nội dung thứ nhất, tìm hiểu về căn hộ cao cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung thứ hai là tìm hiểu về nhu cầu về căn hộ cao cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung thứ ba là dự báo nhu cầu căn hộ cao cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới đây. Chào mừng quý vị đến phần 1 của chương trình FPNC Câu chuyện bất động sản. Trong phần 1 chúng ta sẽ thảo luận nội dung tìm hiểu về căn hộ cao cấp. Thưa chị Thúy Anh, chính phủ hiện là đang có chương trình là khuyến khích là phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. Chị nghĩ sao về phân khúc căn hộ cao cấp? Dạ, cảm ơn chị Đỗ Loan. Một câu hỏi rất là hay và chắc chắn chúng tôi đều thấy rằng là cái chủ trương của nhà nước hết sức là đúng đắn. Cái nhu cầu nhà ở về bất động sản thì nó rất là phong phú và đa dạng. Thì nền kinh tế chúng ta là một trong những nền kinh tế mới nổi. Và như vậy nhu cầu thì nó sẽ có từ rất bình thường cho đến rất cao cấp. Với nền kinh tế đang phát triển thì như vậy chúng ta còn rất là nhiều việc để cần nhờ đến những nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài, những nhà trí thức cũng như là Việt kiều trí thức quay về nước hoặc là các doanh nhân thành đạt ở trong nước. Họ có một cái yêu cầu về chất lượng cuộc sống rất là cao, về sự an toàn cũng như về cái tiện ích đầy đủ. Như năm 2007 thì cái thị trường của chúng ta vẫn còn rất là thiếu ở những cái phân khúc này. Ví dụ như là lúc đó chúng tôi có những cái sản phẩm biệt thự ở bên Thảo Điền thì khách hàng phải chờ đến 6 tháng mới ký được hợp đồng. Hay là những anh chị như chị Hương hoặc là các anh chị kinh doanh khách sạn 5 sao hoặc là căn hộ dịch vụ thì cũng biết rằng là toàn bộ các phòng đều gần như là được dùng hết, được sử dụng hết, được cho thuê hết, coi như là cháy phòng. Vì vậy chúng tôi tin tưởng là, mọi người đều tin tưởng rằng là nền kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ ổn định và phát triển, bền vững. Và như vậy cái nhu cầu chắc chắn sẽ quay lại. Thưa chị Thúy Hương, trong thời gian qua khi mà công bố dự án ra thị trường thì nhiều chủ đầu tư công bố dự án mình là căn hộ cao cấp. Mà khi là chúng tôi khảo sát thì thấy rằng căn hộ mười mấy triệu hoặc hai mấy triệu hoặc ba mấy triệu là cũng nói là mình là cao cấp, cái nào cũng là cao cấp. Thế thì theo quan điểm của chị Thúy Hương, một căn hộ cao cấp mà hiểu đúng nghĩa là thì nó sẽ phải như thế nào? Thực sự trên thị trường của Việt Nam chúng ta hiện nay thì chưa có cái cơ quan quản lý nhà nước nào là quy định về cái sự cao cấp hay không cao cấp ở các cái phân khúc thị trường là căn hộ cả. Chỉ có hiện nay thực sự thì về Tổng cục Du lịch Việt Nam có quy định về cái chỉ tiêu của khách sạn sao, các sao của khách sạn. Đó là cái quyết định số 107 ngày 22 tháng 6 năm 94. Thì ở đó quy định rõ là từ cái khách sạn 2 sao đến 5 sao thì những tiêu chuẩn nào, thì tiêu chí nào. Thí dụ như đối với khách sạn 2 sao chẳng hạn chỉ cần 20 phòng. Nhưng đối với khách sạn mà 5 sao thì anh phải đạt đủ 100 phòng chẳng hạn. Tuy nhiên thì với căn hộ thì không có ai quy định cái điều đó cả. Và hầu như là do ý chí của chủ đầu tư. Khi chủ đầu tư làm lên thì cái sản phẩm của mình lúc nào cũng là đẹp nhất. Và đều muốn nó là cao cấp hết ấy. Chẳng ai muốn là của mình thấp cấp cả. Tuy nhiên thì có những cái căn hộ như chị nói là chỉ có bán có mười mấy triệu cũng vẫn nói là mình cao cấp. Hoặc là nó nằm ở cái quận rất là vùng ven, tức là rất là xa thành phố và cũng không có cái khu vực tiện ích gì cả, thậm chí cũng chẳng có trường học cho các cháu nhỏ nữa, thì vẫn cứ cho là mình cao cấp. Như vậy thì đúng là một cái điều mà cái thị trường và cái người tiêu dùng sẽ là cái người quyết định rằng cái thị trường đó có cao cấp hay là không. Xin cảm ơn chị. Thưa chị Thúy Anh, chị có thể chia sẻ ý kiến của chị về vấn đề này được không ạ? Cái cụ thể hơn một chút xíu để ví dụ mình dễ hình dung, tại nếu mà dùng một cái từ cao cấp chung chung thì thật sự ai cũng có thể nói là cao cấp cả. Nhưng mà nếu mà khi nhìn một cái sản phẩm nhà ở thì như cái vị trí, cùng một vị trí, nhưng mà một cái sản phẩm cao cấp thì phải có cái tiện ích xung quanh, phải có quy mô như thế nào, thiết kế phải đẹp. Ngoài cái việc thiết kế đúng cái tiêu chuẩn, nó còn cái phải đẹp, cái thẩm mỹ. Còn ví dụ như một cái căn hộ bình thường hơn thì chỉ đáp ứng những cái tiêu chuẩn cơ bản và tối thiểu mà thôi. Ví dụ hệ thống điện dự phòng như thế nào, phòng cháy chữa cháy làm sao, hệ thống
chỗ bãi giữ xe như thế nào chẳng hạn, quy mô về cảnh quan nó cũng phải có những cái đầu tư chăm chút nhất định và có cái thiết kế nhất định. Một cái ý nhỏ nữa là ví dụ như về chất lượng, nói với đến nhà ở thì phải nói về chất lượng. Một cuộc đời mình thì nói chung là không phải ai cũng phải mua nhiều lần mua nhà được. Những cái căn hộ, ví dụ như căn hộ Pavilion hay là Central City thì qua thời gian vẫn giữ được cái chất lượng đó thì chắc chắn giá cả nó sẽ tăng. Còn có nếu mà chúng ta không tập trung vào chất lượng thì sau 5, 10 năm thì khi chất lượng xuống cấp thì cái giá trị của căn hộ nó cũng xuống theo. Và lúc đó cái cộng đồng mà người ở, những người mà yêu cầu cái chất lượng cao, người ta sẽ đi chỗ khác. Nói tóm lại, chúng tôi nghĩ là cần có một cái sự định nghĩa rõ ràng, y như khách sạn vậy, cho cái tiêu chuẩn căn hộ. Thưa chị Thúy Hương, khi xác định giá bán căn hộ cao cấp, thế thì là chị có thể là chia sẻ là với kinh nghiệm của chị thì là những nhân tố nào là quyết định là giá bán căn hộ cao cấp? Giá bán của căn hộ cao cấp thì thường là chủ đầu tư sẽ tự xây dựng. Tuy nhiên thì cũng phải theo những cái tiêu chí như sau. Thứ nhất là cái vị trí. Vấn đề thứ hai đó là cái thiết kế. Cái thiết kế đó phải chuẩn mực, phải đáp ứng được cái sự sang trọng, khác biệt và phải có được do cái nhà thiết kế có đầy đủ kinh nghiệm. Và thường là chúng tôi không tiếc tiền để thuê cái nhà thiết kế từ nước ngoài vào. Tại vì họ đã quá nhiều kinh nghiệm để chúng ta có thể là làm được cái sản phẩm tốt. Cái thứ ba là cái vật liệu. Các cái vật liệu để xây dựng lên cái căn hộ cũng là một cái điều rất quan trọng. Vật liệu phải đẹp, đồng bộ. Không phải chỉ đẹp không mà đã là được. Nếu như không có tính thẩm mỹ thì khi xây lên nó cũng rất là xấu. Và cái cuối cùng thì tôi nghĩ rằng nó cũng không thiếu điều quan trọng. Đó là cái quản lý. Quản lý của cái căn hộ đó như thế nào? Tại vì khi người dân người ta bước vào ở thì cái việc mà tìm được cái căn hộ mà có cái sự quản lý, quan tâm đến khách hàng và cái hậu mãi tốt thì người ta cảm thấy rất là vừa lòng. Thì nếu mà gọi được cao cấp mà đúng theo tiêu chuẩn của tôi thì tôi nghĩ rằng nó không dưới 4.000 đô. Hiện nay không dưới 4.000 đô một mét vuông. Thưa chị Thúy Anh, chị Thúy Hương vừa rồi là cho rằng là một mét vuông trên 4.000 đô thì mới gọi là căn hộ cao cấp. Thế thì chị có đồng ý quan điểm này không? Cái quan điểm đó hoàn toàn chính xác thôi. Và như vậy có thể thấy rằng là với Sunrise City cùng một cái thiết kế cũng rất là đẳng cấp, một cái quy mô dự án lớn, toàn bộ tiện ích đi theo cũng rất là tiêu chuẩn, theo tiêu chuẩn 5 sao của khách sạn. Thì với hiện nay giá của Sunrise City khoảng trên 2.000 đô thì do là cái dự án của chị Hương Pavilion nằm ở khu trung tâm đã hình thành của thành phố gọi là CBD, thì quận 1, quận 3, nên giá đất nó đã hình thành ở mức cao và do đó cũng như là cái chất lượng xây dựng căn hộ thì thành 4.000. Còn đối với Sunrise City, chất lượng xây dựng và thiết kế tương tự, quy mô thì có lớn hơn nữa, nhưng mà chỉ khoảng 2.000 mấy. Như vậy là do nằm trên cái địa bàn quận 7 ở thuộc khu Nam Sài Gòn, nghĩa là cái khu vực thành phố phát triển mới của thành phố, và cái tiềm năng phát triển như vậy là còn rất là nhiều. Nói ngắn gọn lại là những khách hàng của Sunrise City sẽ có cơ hội kỳ vọng căn hộ của mình sẽ tăng lên hơn 4.000. Theo quan điểm của tôi thì vấn đề bây giờ là ví dụ như Sài Gòn Pavilion là ở quận 3 phải không chị Thúy Hương, là hơn 4.000 đô. Chị của bên Sunrise City ở quận 7 ở mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ là khoảng hơn 2.000 đô. Nhưng thực ra mà nói, nếu một người khách hàng họ đi mua tới Sài Gòn Pavilion cũng rất là đẹp, nhưng mà từ mà Sài Gòn Pavilion về trung tâm, ví dụ như chung quanh chợ Bến Thành, đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ chẳng hạn, cũng mất khoảng 10 phút. Nếu kẹt xe là có thể hơn. Nếu mà chúng tôi ít tiền hơn là chúng tôi chọn Sunrise City, mà thấy là tất cả thiết kế đều đẳng cấp như là Sài Gòn Pavilion, vị trí đất là nó nằm ở quận 7 thì nó có rẻ hơn. Chúng tôi khảo sát rằng từ Sunrise City quận 7 về chợ Bến Thành cũng chỉ có 10 phút. Có nhiều người quan điểm rằng không thể nào để đầu tư một căn hộ quá nhiều tiền, và họ cho rằng một phần đưa vào căn hộ, vào nhà, một phần mua chiếc xe hơi, một phần đầu tư giáo dục cho con cái. Chính vì vậy vấn đề là gì? Người khách hàng phải chọn những cái dự án nào phù hợp túi tiền của mình, mà hay là phù hợp với là những cái kế hoạch mà mình đã hoạch định ra cho cuộc sống của riêng mình cũng như gia đình của mình. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta tạm dừng cuộc trò chuyện này trong ít phút trước khi bước sang phần 2 của chương trình.